Kính chào quý vị và các bạn. Cách đây một tháng, chương trình Hà Nội đẹp và chơi đẹp đã phản ánh về tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trật tự đô thị trên tuyến phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm. Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, chúng tôi đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Cửa Đông. Sau khi chương trình phát sóng, tình trạng lộn xộn trên vỉa hè phố Đường Thành đã dần được cải thiện. Ủy ban Nhân dân phường Cửa Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, do tuyến phố nhỏ, vỉa hè nhỏ lại nằm ở địa bàn giáp danh, nên khi lực lượng chức năng đi khỏi, thì các hộ kinh doanh lại tiếp tục lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Quan điểm của chúng tôi là kể cả là bên giáp danh chúng tôi cũng vẫn phải thực hiện. Đấy là cái mục đích chính, đấy là những cái khó khăn. Về người dân ý, thì người ta cứ thấy lực lượng có mặt thì là người ta chấp hành, mà khi lực lượng rút quân đi thì lại có sự tái vi phạm trở lại, cho nó cũng là cái khó khăn trong cái công việc của chúng tôi. Bởi vì lực lượng thì khi giải phải dàn trải trên toàn địa bàn phường có 10 tuyến phố, thế khi mà đi tuyến phố khác thì lại cái tuyến phố mình vừa làm xong ấy thì cái hiện tượng vi phạm còn. Cái này chúng tôi đã giao cho công an phường và cái đội tự quản dân cư là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, làm sao nhắc nhở để nâng cao ý thức của người dân lên để chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước cũng như của pháp luật về cái trật tự đô thị và vệ sinh môi trường và an toàn giao thông. Thực hiện chỉ đạo của thành phố và quận Hoàn Kiếm về tăng cường kiểm tra đôn đốc, xử lý giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Gần 3 tháng qua, trên địa bàn phường Cửa Đông đã có những chuyển biến tích cực. Song để duy trì kết quả lâu dài, ngoài việc nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, thì các chế tài xử lý cũng cần phải đồng bộ. Và quan trọng hơn, hạ tầng đô thị cũng phải hoàn thiện để người dân có cơ sở thực hiện. Chương trình rất mong quý khán giả cùng chúng tôi phát huy vai trò giám sát cộng đồng trước những sự kiện hành vi không đẹp mà chương trình phản ánh. Xin chuyển sang một nội dung khác. Hè đã sang, hoa phượng đã nở đỏ rực mỗi góc phố, trong nhiều sân trường, báo hiệu ngày bế giảng đã đến. Xen lẫn những vui buồn khép lại một năm học đầy áp kiến thức, sâu nặng nghĩa cô thầy, ngày bế giảng có lắng đọng bao xúc cảm chia tay bạn bè thầy cô của các cô cậu học trò cuối cấp. Chúng ta hãy cùng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đó ngay sau đây. Áo đồng phục hôm nay trở thành nơi gửi gắm những dòng lưu bút đầy ắp kỷ niệm, những lời chúc viết vội trong buổi bế giảng cuối cùng. 4 năm học dưới mái trường Trung học cơ sở Trưng Vương, những trái tim nhỏ bé này đã cất chứa cho mình biết bao tình cảm trong sáng, vụng về, có cả niềm tự hào khôn tả được khoác trên mình màu áo đồng phục Trung học cơ sở Trưng Vương, ngôi trường có truyền thống 100 năm. Cảm xúc nó rất là khó tả, nó bồi hồi, xúc động mà có một chút tiếc nuối mà phải trải qua mới trưởng thành được ạ. Năm nay em hy vọng là khóa bọn em khóa 96 Trung Vương sẽ đỗ thi đỗ 100% thi đỗ cấp 3 của các trường công lập ạ. Để và các trường chuyên nữa để nói một bề dày thành tích cho trường để sự tự hào về Trung Vương lại càng được khắc sâu hơn. Khép lại một chặng đường cũng là khởi đầu cho bước trưởng thành của các em. Biết trước xa nhau rồi sẽ có ngày gặp lại, nhưng sao khoảnh khắc ấy vẫn cứ vỡ òa trên từng gương mặt, ánh mắt của cả cô và trò. Chỗ ngồi học mỗi ngày bỗng trở nên thân thương, từng khoảnh khắc bên nhau trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, nó giống như cái niềm hạnh phúc của những người làm cha, những người làm mẹ khi mà hàng ngày nhìn thấy con mình dần khôn lớn và bây giờ thì con mình đã trưởng thành hơn để bước vào cuộc đời. Và bên cạnh cái niềm hạnh phúc đó thì tôi cũng cảm thấy rất bịn dịn và lưu luyến. Và tôi nghĩ rằng đó không phải chỉ là cảm xúc của riêng tôi, mà là cảm xúc của rất nhiều các thầy cô giáo và chắc chắn cũng có trong cái cảm xúc của rất nhiều những học sinh khối 9. Tình yêu thương, sự dìu dắt của thầy cô dưới mái trường này sẽ là hành trang vững chắc cho các em trên con đường riêng của mình. 100 năm, trường nữ học Đồng Khánh, trường Trưng Vương luôn là một địa chỉ giàu truyền thống cách mạng, vừa là mảnh đất tốt, ươm trồng bao tài năng cho đất nước. Đi đâu, làm gì, các thế hệ học sinh Trưng Vương hôm nay đều phấn đấu vun đắp thêm bảng thành tích đáng tự hào đó, xứng danh trò giỏi của một ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất thủ đô.
Chúng tôi rất mong nhận thêm được nhiều thông tin phản hồi của quý khán giả thông qua số điện thoại 04-383-55797 hoặc fanpage Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp để chương trình ngày càng gần gũi, thiết thực hơn với đời sống đô thị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào khung giờ 19h45 ngày mai.